Hôm nay chúng ta sẽ reaction TikTok và xem coi TikToker nào là người ăn cay nhất thế giới. Thì trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì let's go. Đây là một anh TikTok mà tôi không biết phải là TikToker không, nhưng cái gì đây? Có một cái gọi là kẹo dẻo con gấu, nhưng mà mình nghĩ là nó rất là cay. Tại vì hả, các bạn thấy cái thiết kế của nó kìa, cái trang trí của nó là nó có cái gọi là lửa, bình xịt lửa cái kiểu, có wasabi, cái kia là cái gì, củ kiệu hả? Tôi nghĩ là củ kiệu đâu có cay đâu ta, tôi cũng không biết cái củ đó là củ gì nữa. Là bánh gummy bears. Ok, gummy bear dẻo dẻo mà cay ư? Tôi chưa hề ăn, nhưng mà mình nghĩ là rất là cay nha mọi người. À là dồn hết một đống vô họng rồi, coi nó có cay không hả? Cay quá nhờ. À trời ơi, tôi chỉ cần một ít wasabi thôi là tôi đã nó đánh nồng lên mũi rồi. Flaming hot Cheetos puffs and red hot sauce. À cái này là spicy pepper, có nghĩa là mấy cái ớt hả? Ớt ngâm mà cay. Carolina Reaper. À bên những người ăn cay thuật ngữ có một cái quả ớt tên là Reaper. Cái quả đó rất là đáng sợ nha mọi người. Oh my god. Chảy nước dài. Là anh này cắn nửa trái ớt, xong rồi nhét cái snack mà cay ơi là cay, và tới ớt xanh, và tới snack cay ơi là cay, tới spicy lý mịch. Tôi không hiểu sao mà tôi nhìn người ta ăn thì tôi thấy nó bình thường lắm, nó không có cay gì hết, làm tôi chảy nước miếng. Có nước sốt xăm văng luôn. Oh my god. À cái này nè, cái này One Chip Challenge nè, cái này chỉ cần một miếng thôi á là các bạn phải đi tìm nước uống, mà gọi là đi tìm sữa để thanh lọc cơ thể. À các bạn thấy không, theo cái dán nhãn này, theo cái gọi là gì ta, cái thiết kế này thì mình nghĩ đây là một cái lọ mà có thể nổ banh sát cái miệng của các bạn luôn. Cái này là mà chay lên mắt là các bạn hả, gọi là gì ta, có được con mắt gọi là thiên nhãn luôn á, các bạn có thể thấy được hả, gọi là gì ta, bất cứ thứ gì các bạn muốn thấy luôn. Cái mồm mà nó không có cay gì hết á. I got some whole ghost peppers. Oh god. Hồi nãy thì gáy là come on man, bây giờ bắt đầu siết rồi. Bình thường thôi mà, cái này cũng giống như là đang ăn mấy cục rau câu nữa mà. Ây da, ông ăn ớt mà ông ăn nguyên trái. Đây là Master Tony 57. Mấy quả ớt này là Reaper luôn. Thì tất nhiên là sẽ có những người mà ăn cay hơn, nhưng chúng ta hãy coi coi ở đây nó đang show những cái sản phẩm mà cay nhất thế giới. Đây ông nội này mà gọi là gì ta, vừa test ăn cay mà ông vừa test gọi là đậu the nữa. Hôm bữa tôi ăn hết những thứ mà nó làm cho chúng ta bị the. Mày có nhìn cái đó giống gà cay thôi. À, ngon quá thôi, nhưng mà mình nghĩ sẽ rất là cay mọi người ạ. Tại sao mình nhìn người ta ăn cay mà mình chảy nước giải vậy mọi người? Rồi bụng ông này hả, chắc là một đống thứ cay luôn, phải nuốt nha, phải nuốt nha. Mình nghĩ là ổng ăn tới nỗi mà cái giọng ổng thay đổi là biểu rồi đó. Chai Takisoda. Ôi cái gì đây, có bị đau bụng không vậy? Đổ nước có ga vào một cái loại bánh mà gọi là rất là cay. Ông nội này kiểu không có còn thương cái bao tử của mình nữa mọi người ạ. Nó tùm lum màu, ông này đi ị ra là chắc là cục cứt màu xanh. Avatar, các bạn có coi bộ phim Avatar không? Cục cứt màu xanh nhìn nó giống như một loại thuốc độc nào đó. Đây đúng rồi, mấy cái vị cay nó sẽ hả, gọi là gì ta, hòa tan theo coca. Đây là cái ngón chân của Satan mọi người ạ. Ê, làm ơn mình đừng có múc kiểu đó không, mình rất là cay. Ủa nó cứng hả, mình tưởng là kẹo dẻo. Đây là cục kẹo mọi người ạ. Kẹo mà cay. What? Oh my god, milk, I need milk. Thấy ông nội này cũng hơi diễn rồi đó, nhưng mà không, mong là cay thiệt. Ok, cái này là ớt chuông nhưng mà mình nghĩ là khá cay đấy mọi người. Đổ một ít một cái nước sốt gì vô, nước sốt này nó có thể thay gọi là gì ta, nó cay thanh rửa tội lỗi của chúng ta luôn. Toàn là mấy loại ớt mà kiểu nó ở mỗi một cái khu vực. Pickle hả, dưa leo hả, Taki, mấy cái bánh snack Taki cây là cây. Dynamata, mình nghĩ là mấy cái món này từ châu Mexico đồ này nọ. Oh my god. Bỏ ông đỏ chót luôn rồi kìa. Okay. Đổ thêm để uống nữa hả? Để giải khát hả ông nội? Ông này legit anh em à. No reaction, không. Ông này không chảy nước mắt nhưng mà ông chảy nước mũi. À tôi chưa ăn gì mà tôi thấy ông này ăn cay gà cay, mặc dù là nó cay đó nhưng mà rất là chảy nước giải luôn nha anh em. Cái chai gì đây? Coca hay là nước sâm vậy? Không phải là ăn nhanh nhất thế giới đâu ông nội. Mì xăm giang. Cái ông nội này mình cảm thấy này không có gì cả, không có ảnh hưởng gì cả, không có bị cái gì cả. Đổ nhiêu đó vô thôi, tao muốn giục mẹ tao mì luôn rồi đi. No cap. Thôi vậy. À cay, tôi thấy cái dầu nó màu đỏ rồi đó, nó chuyển sang màu đỏ trên đôi môi thịt bò của anh ấy rồi đấy. Ok. Taki. Taki. Nghe nói mấy người ăn cay kiểu sung mãn lắm mọi người. Làm gì cũng rất là dữ dội không? Ghost pepper. Ghost pepper. Cái ớt đó là gọi là trái ớt ma luôn đó mọi người. Không thể nào mà bạn người được ba game người. Oh my god. Ăn như là kiểu đang ăn mấy cái snack đồ. Ủa không uống nước đi. Không uống nước. Tôi rất là thích coi anh này. Anh này ăn kinh lắm mọi người. Let's go. Nhai như là đang ăn trái cây vậy đó mọi người. Oh my god. Tôi không biết là trái này cay không, thường mấy trái nó to nó không có cay, nhưng mà không, tôi nghĩ là trái này to, trái này mấy trái nước ngoài sẽ rất là cay đó mọi người. Oh my god. I think my taste buds might be broken because this is definitely not hotter than a jalapeno. Nhai như là nhai trái cây, nhai cái gì đó giòn giòn mà nó không cay mọi người. Carolina Reaper. Một trái này thôi là gọi là bất tỉnh luôn mọi người. Cay mà gọi là té, gọi là gì là xé lưỡi luôn á. Thêm wasabi vô cho nó có độ nồng. Húp wasabi như là húp nước sốt thần thánh. Trời ơi, ông Chí hết luôn kìa. Nước mắt, tôi muốn thấy một giọt nước mắt. Uống nước có ga, uống nước có ra này mà. Không ăn cay rồi uống nước có ga là coi như là cái lưỡi chúng ta không còn cảm giác luôn. Ôi đừng nói ông húp hết nguyên chai tương ớt này nha. Oh my god. Mặn lắm ông nội. Kỷ lục Guinness record. Ok, mấy cái gì mà cay cay mà liên quan tới kỷ lục Guinness. Cái này không được nha, cái này tiêm vô người là không được nha. Tiêm vô chai tương ớt thì được. Nó màu đen mọi người, cái sốt nó màu đen, còn cái chai này màu đỏ. Cái này màu đỏ một cam, lắc lên. No reaction. Ngầu quá, anh ngầu quá. Call an ambulance, call an ambulance. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một người rất là quen thuộc, đó chính là Master Tony. Thì đây là một người mà gọi là gì ta? Một gọi là tín đồ, một vị thần về ẩm thực. Ông này ông ăn những thứ mà liên quan tới nó khổng lồ dữ dội luôn. Để xem coi là hôm nay anh ta có ăn cay được hay không. Ăn nhiều là một chuyện nha, nhưng mà ăn cay được hay không đó là một chuyện khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Trong vòng 10 phút phải hủy diệt 12 cái cánh gà đã được bôi cái nước sốt cay nhất thế giới ở dưới địa ngục. Và không được uống này, không được sử dụng khăn giấy, không được liếm ngón tay hay là gì đó. Tôi thấy cái màu này nó hơi sẫm á, cái màu này là cái màu của mấy cục than hồng á mọi người. Mọi người biết than hồng không? Khi mà chúng ta ăn cái đồ gì nó quá cay với sức chịu đựng và chúng ta đi vệ sinh á, chúng ta đi ị á, nó ra những cái cục than hồng á, cái tôi cảm giác rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god, Tony, please. Anh có cần phải ăn tới nhễ ngại như vậy không? Tôi nghĩ là thịt bên trong nó không cay đâu, nhưng cái nước sốt và cái phần bên ngoài, phần da, phần mà đã bị mình nghĩ là cay. Có nhiều loại gà cay ở Hàn Quốc chúng ta đã ăn không được rồi, mà cái này là nó là cái dạng nước sốt. 3 phút đã trôi qua. Cay lắm mọi người, xé lưỡi luôn, cái môi của ông đã chót luôn rồi kìa. Rồi bây giờ là tiếp theo là làm gì? Ôi chảy nước mắt luôn. Rồi bắt đầu phải liếm hết tất cả các ngón tay của mình. Cay quá. Chưa. Còn phải đợi 5 phút nữa. Rồi bắt đầu là nó hành nè. Nó hành trong người chúng ta. After bin có nghĩa là ăn xong chúng ta phải đợi 5 phút chúng ta mới chiến thắng. Oh my god. Oh my god. Mới chỉ 25 giây thôi mà ông muốn khóc rồi kìa. Ai da, địa ngục. Vừa xong 4 phút này là ông nội ổng sẽ gọi là gì ta, đổ hết 2 ca nước đi tắm luôn. Mồ hôi chảy nhiều lắm mọi người à. Nhưng mà tại sao tôi không thấy hột mụn nào mà tôi cảm giác là ăn cái thứ này nó nóng người lắm. Ai da. Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ anh trai? À, không được liếm. Nếu mà tôi đoán không lầm là không được liếm sạch tay, không được đi rửa tay luôn này phải. Chứ tôi nhìn cái tay này tôi thấy khó chịu quá. Còn lại một nửa thời gian thôi. Nó chảy nước mũi luôn á, nước mắt nước mũi chảy ra hết. Còn gì nữa không? Không được sử dụng giấy để lau luôn nha mọi người. Còn 40 giây thôi, cố lên anh trai. 40 giây thôi. Sắp được rồi. 25, đừng có từ bỏ sớm, đừng có từ bỏ chứ, sắp xong rồi. 10 9 8 7 6 5 4 3 1. Đi hỉ mũi gấp. Oh my god. Mọi xử lý từ từ thôi. Uống sữa. Từ từ nha. Khi mà chúng ta đã bị gọi là mấy cái dầu của ớt á, nó làm gọi là làm bỏng ở đây hết rồi, đúng không? Nó làm bỏng ở đây hết rồi thì nên là gọi là lúc đó là chỉ cần một cái gì đó đụng nhẹ thôi á là nó đau kinh khủng luôn. Tôi thì không có làm khó anh, nhưng mà nếu mà là tôi á, tôi phải bắt là chỉ còn xương thôi. Còn này là còn phần da với phần ít thịt nữa. Ok, không làm khó anh. Oh my god. Rồi bây giờ nè, cái gọi là cái phần thưởng ngon nhất là chúng ta hấp hết. Chúng ta hấp hết cái đống sốt còn lại nè. Coi như là cái đang ngồi vô cái nhà vệ sinh, vô cái bồn cầu là bùm một cái là nó nổ luôn đó mọi người. Tới đây thôi là tôi đã biết cái món cuối cùng, nó là cái món vừa rồi nó đã đỉnh cao thế nào rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp các bạn trong video sau. Còn bây giờ thì bye bye, peace.